Chào cả nhà, quay lại với kênh Chí Khoa Channel, cuộc sống nhân giả miền Tây nha. Xin kính chúc các bạn luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và luôn thành công trong cuộc sống ạ. Mong các bạn ủng hộ kênh của mình, nhớ đăng ký kênh và like cho mình nha, để mình có động lực làm các video tiếp theo. Xin cảm ơn ạ. Đây là đất ruộng của mình luôn đó các bạn. Đang thu hoạch mùa này mùa đông xuân. Mùa này là mùa trúng trúng nhất trong năm luôn đó. Một năm làm 3 vụ. Hè thu, thu đông và đông xuân. Vụ hè thu là thấp nhất, cái vụ thu đông thì là đỏ, còn vụ đông xuân là trúng nhất đó các bạn. Vụ này mà ai làm trúng trúng là có thể lên 1 tấn, 1 tấn 2 một công rồi. Công 1.000 mét vuông á. Máy giặt đang giặt đó các bạn, đang chạy lên đó. Các bạn ơi, cái mùa trước chuột dữ lắm, cái này cắt là tới cuối là chuột chạy giật dữ dằn luôn. Này không có chuột à. Bây giờ làm sướng các bạn, làm lúa mấy người đặt chuyên hợp rồi cắt xong rồi ghe lại căng luôn, mua tại đồng luôn, khỏi coi nó trước khỏi khơi. Làm sáng giờ cái gì? Quay cho ông lên mạng luôn. Thank you.
đó, rồi lát lái ghé là cần cho lái. Để chỗ nào chống chống cần khúc đó đi. Cắt sáng giờ mấy trăm công rồi. Chừng bên đây mấy cái mai nha. Có nghe nói căng được nhiêu ký không? Tối dưỡng sức, tối không làm quá sáng, sáng có sức. Biết đâu không? Cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ kênh của mình nha. Nhờ cả nhà bấm ký, bấm like và subscribe kênh của mình để theo dõi các video mới nhất ạ. Xin chân thành cảm ơn cả nhà.